Trưa 7 tháng 11, tại trường Đại học Kiến trúc địa chỉ phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, xảy ra sự việc khi hữu kia nam sinh Hoàng Hải N. 1996, ở tỉnh Sơn La, nhảy từ tầng cao xuống đất rơi trúng vào người nam sinh Dương Quốc Huyện 1997, ở phường Bạc Hạ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau vụ việc, nam sinh N. tử vong tại chỗ, còn em Huyện được thầy cô, bạn bè đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103. Nhận tin con trai gặp nạn, ngay trong chiều cùng ngày, bố mẹ Huyện đã có mặt tại bệnh viện chăm sóc con trai. Chiều 7 tháng 11, khi phóng viên có mặt tại khoa cấp cứu bệnh viện 103, cũng là lúc vợ chồng bà Hà mẹ Quốc Huyện đang chăm con. Nam sinh Huyện hiện đang cấp cứu tại bệnh viện 103. Khuôn mặt vẫn chưa hết sợ hãi, bà Hà kể, trưa cùng ngày, gia đình nhận được tin báo của cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp về việc con trai bị ngã. Ngay lập tức, hai vợ chồng bà từ Phú Thọ xuống Hà Nội và đến khoảng 16 giờ thì có mặt tại bệnh viện 103. Tới bệnh viện, vợ chồng bà mới biết con trai trong lúc đi bộ ở sân trường thì bất ngờ bị một bạn nhảy từ tầng cao xuống đất rơi trúng người. Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh. Bà cho biết, ngay khi vào viện, Quốc Huyện đã được các bác sĩ đưa đi chụp chiếu kiểm tra nhưng đến cuối giờ chiều vẫn chưa có kết quả. May mắn thằng bé bị rơi vào bên sườn đầu rồi trượt xuống dưới đất, nếu rơi vào trúng giữa đầu thì không biết chuyện gì xảy ra. Bà Hà tỏ vẻ lo lắng nói. Bà chia sẻ, con trai kể lại vào trưa cùng ngày Huyện đi học cùng hai người bạn khác. Vào tới trường, con trai bà Hà cùng một bạn đi vào trong lớp, bạn còn lại đi gửi xe. Khi hai người đang đi bộ trong sân thì bất ngờ Huyện bị một vật rơi trúng đầu, ngã bắn ra xa rồi bất tỉnh. Đến giờ cuối giờ chiều 7 tháng 11 phóng viên, thằng bé vẫn chưa biết mình bị bạn khác rơi trúng. Nó chỉ biết đang đi thì bị một vật rơi trúng đầu nên ngã bắn ra ngoài rồi bất tỉnh. Gia đình cũng chưa kể cho thằng bé biết sự việc. Bà nói. Bà cho biết thêm, con trai học tại khoa thiết kế năm thứ 5 của trường Đại học Kiến trúc và đang chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp, đến gần cuối năm nay sẽ ra trường. Sự việc xảy ra là tai nạn không ai mong muốn, bà và gia đình cầu mong con trai mau chóng bình phục để có thể tiếp tục theo học. Ghi nhận của phóng viên, vào cuối chiều 7 tháng 11, em Quốc Huyện đã tỉnh táo nhưng trên khuôn mặt vẫn biểu hiện rõ sự sợ hãi.